cho các bạn và chúc mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ gọi là tiếp tục với cái video review cái shop bé nhỏ của mình cho các bạn xem là nó còn cái món hàng gì nha. Và các bạn nào mà mua hàng thì có thể ghé qua ủng hộ mình cho mình có chi phí làm video được cho các bạn xem nha. Rồi thì nói chung thì hiện tại bên Trung Quốc các bạn nó có một cái dịch bệnh gọi là con virus corona đó. Vì thế là cái hải quan bên Trung Quốc người ta không có cho xuất nhập khẩu luôn. Vì thế là không có hàng để bán. Nói chung là mình cố gắng gom dữ lắm thì mình mới được một cái kệ nó đầy đủ như thế này nha các bạn. Đấy, thì nói chung là mình bán hết cái đợt hàng này thì không biết là kỳ tới thì có hàng bán nữa hay là không. Đặc biệt là lồng với lại đồ chơi rồi đó. Thì cái đó nhập bên Trung Quốc về thì nói chung là không biết có hàng bán nữa hay là không. Còn về thức ăn và vật dụng thì mấy cái món đó ở Việt Nam có sẵn cho nên là mình không có sợ hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu review cho các bạn xem. Review lồng trước đi, như thường lệ review lồng trước nha. Lồng thì ở đây mình sẽ có cái mẫu lồng là lồng xách tay. Đây, có một mẫu màu hồng nè. Đấy. Mẫu này thì hôm trước mình đã có giới thiệu sơ qua cho các bạn xem rồi. Ở trên này thì có một cái lồng mẫu màu xanh. Đây, nó có tặng kèm thêm một cái dây đeo nha. Ở đây nó sẽ có một cái chốt, các bạn chỉ cần mở cái chốt này ra và tháo cái nắp này lên như thế này là để vào được nha. Cái thùng, cái hộp nhựa này thì nó đã khoét lỗ cũng như là tặng kèm bình nước và là chén ăn cho các bạn luôn rồi. Các bạn không cần mua gì thêm nha. Đồ của nó thì khá là xịn, nó tặng luôn cho các bạn một cái bình nước bi luôn. Đấy, bên này sẽ là lồng ngũ sắc. Đó, một cái lồng huyền thoại. Đây, lồng ngũ sắc. Lồng ngũ sắc thì mình còn dự trữ ở trên kho thì hình như còn 3-4 chiếc gì đó. Còn này là lồng trong nè. Lồng trong thì mình hôm trước mình về được vài cái, còn một cái nè. Các bạn nào mua thì ủng hộ mình nha. Lồng này thì theo mình thấy thì cái size nó bằng với lồng ngũ sắc luôn. Combo đi theo cũng là chén ngang bình nước với lại một chiếc well. Đấy, nhưng mà nó thực thiết kế màu trong như thế này, các bạn có thể nhìn hamster từ mọi góc cạnh luôn. Đó. Rồi kế bên này là lồng hoàng tử. Lồng hoàng tử loại nhỏ này thì là giá 175.000, còn một cái thôi. Gato, lồng mẫu này là gato nè. Lồng này khá là to thì mình cũng còn một cái luôn. Ở trên này là lồng hai ngăn. Hai ngăn thì mình còn một cái một cam nha. Đấy, những cái mẫu này thì còn một cái hết. Thì nói chung thì khi nào dịch bệnh hết thì mình mới nhập thêm về thêm lồng mới nữa nha các bạn. Bên này lồng kinh thành. Đấy, phụ kiện nó đi kèm theo rất là tốt nha các bạn. Nó có queo đồ rất là tốt luôn. Trên này có một lồng ngũ sắc có tầng nhưng mà mình chưa ráp nè. Đây, còn một cái màu hồng nè, mình chưa ráp, tí nữa mình ráp. Bên này sẽ có lồng hai ngăn loại to. Ủa, lồng hai tầng loại to, mình nói nhầm. Combo của nó vẫn có chén ăn bình nước, đặc biệt là nó có hai tầng với lại một cái nhà ở trên. Mà các bạn nuôi 2-3 con dòng hamster nhỏ khá là ok nha. Nó cũng khá là rộng rãi. Bên này là lồng siêu to khổng lồ. Lồng này thì nó tặng kèm cho các bạn một cái chén ăn cũng siêu to khổng lồ. Đó, nếu là các bạn nào mà nuôi bia á thì các bạn có thể nuôi khoảng 3 con. Nó sẽ khá là rộng, bề dài nó là khoảng 42-43 cm luôn nha các bạn. Đấy, bề dài nó khá là to luôn. Rồi. Kệ thứ hai sẽ là đồ chơi. Đồ chơi thì nói chung còn khá đầy đủ. Đây, đồ chơi nhựa, đồ chơi sứ. Đồ chơi sứ thì chỉ còn nhà bò thôi. Ở đây là bập bên nè. Đây, bập bên này là loại loại củ bắp thôi. Đấy, giá cũng rẻ thôi. Hình như là giá này là khoảng 18-19 ngàn một cái các bạn. Đấy, giá rất rẻ luôn. Bạn có thể mua về cho mấy con chuột các bạn chơi. Chén ăn thì mình có về thêm chén ăn ếch. Đây, bằng sứ. Cái chén ăn này khá là to nha. Các bạn có thể cho bia ăn được luôn. Và nó thiết kế cái mẫu bầu bầu như thế này để giúp hạn chế thức ăn nó văng ra ngoài thôi. Đây là chén ăn thân gỗ nè. Đấy, vừa là chén ăn mà vừa là cái chỗ cho mấy con chuột nó cạp mày răng luôn. Banh không chân thì mình còn có size nhỏ và lại size lớn, mình còn có đủ 2 chiếc thôi nha các bạn. Banh không có hàng luôn. Chén ăn sứ nè. Chén ăn sứ với lại chén ăn ếch sứ thì nó khá là nặng, hamster nó sẽ không lật lượt. Còn đây là chén ăn nhựa. Đấy, chén ăn nhựa mình mới về kiểu này. Giá là 13.000 một chén như thế này. Đấy, nó có hình trái tim với lại hình ngôi sao như thế này. Đấy, hình ngôi sao. Chén này nó khá là nhẹ, vì thế là hamster nó sẽ dễ lật và đổ thức ăn nha. Bên trong kia còn rất là nhiều, mình lấy ra vài cái. Còn mấy cái này cũng là chén ăn ếch nha. Đấy, nó giống hệt cái kiểu này, nhưng mà nó được để trong hộp. Đó, còn mấy cái này mình tháo hộp ra để mà bán ở nhà. Rồi, ở đây là đồ chơi sứ, nhà bò, nhà mèo, nhà tắm cano, nhà tắm UFO. Đấy. Rồi, bên này là nhà tắm có cửa tự động nè. Đó, nhà tắm này khá là to, hamster bia vào tắm ok luôn. Có cái cửa để mà hạn chế giăng cát ra ngoài nha.
giá là 34.000 một cái, giá khá là rẻ. Giá này thì đợt trước mình lấy khá là nhiều quá cho nên là nó không có tăng giá. Nhà tắm lớn cũng vậy, 29.000. Nhà tắm nhỏ thì mình lấy cái đợt sau này thì giá nó tăng lên là 22 nha. Giá cũ là 20.000 cái, giá mới là tăng lên 2.000. Đế bình nước là 21, nhà gỗ lắp ghép xích đu. Bên trong này là nhà máy công, máy công là 49k. Rồi nhà này là nhà tủ chim. Đấy, nhà là nhà máy treo rồi đó cũng được hết. Rồi nhà mèo nè, xích đu. Xích đu còn 2 chiếc thôi. Nhà 2 tầng cũng còn 2 chiếc thôi. Rồi, bên này là nhà cho mấy mẹ bia nha các bạn. Đấy, nhà siêu to khổng lồ cho mấy bà bia bà vô bà ngủ luôn nha. Rồi đây là cái kệ đồ chơi, nhà ngủ rồi. Phía dưới này sẽ là bình nước bi 75ml. Thì mình về được hình như có vài chục cái thôi các bạn. Nói chung là không có hàng luôn, về được vài chục cái thôi. Giá nó sẽ tăng lên nha, 28.000, giá cũ là 25.000. Giá cũ khá là rẻ, 25.000. Nhưng mà giá mới thì 28.000, còn có vài cái thôi. Bán hết thì mình không biết còn hàng để bán hay không. Còn đối với cái bình chân không này thì giá nó vẫn như cũ, 18.000. Các bạn lấy 3 cái mình tính bạn 17.000. Và mình về rất là nhiều, bình chân không thì bao la luôn. Bình 500ml vẫn còn nha. Rồi bên này là mấy cái xích đu dạng rẻ tiền nè, 18.000 một cái. Rồi bình 125ml thì cũng còn khá là nhiều. Các bạn nào mà muốn đựng nước nhiều thì các bạn có thể mua bình này. Giá là 29.000 một cái. Nhà mèo, rồi mày răng. Mày răng san hô thì giá không lên, còn vẫn còn hàng, 13.000 một giây. Khử mùi, đặc biệt là cái chai khử mùi này là các bạn ủng hộ mình rất là nhiều nha. Đấy, không biết là các bạn xài nó, mình nghĩ là các bạn xài nó hiệu quả cho nên các bạn ủng hộ mình rất là nhiều. Giá là 35.000 một chai. Bộ chổi vệ sinh 24.000 một bộ. Rồi, queo, đặc biệt là queo mình còn vài chiếc thôi. Đấy, queo nhựa này còn vài chiếc thôi. Queo cho mấy bà bia là còn đúng một chiếc luôn nha các bạn. Đúng một chiếc luôn mà khách đặt luôn rồi. Queo loại chung chung này thì còn vài chiếc thôi. Các bạn nào mua thì nhanh tay lẹ chân nha. Giá 28.000. Bên này có cái bộ đồ chơi bập bên nhà với lại queo luôn nè. Đấy. Rồi, bên này còn một chiếc queo. Tí mình gửi hàng. Đặc biệt bên này mình sẽ có một chiếc lồng nấm, nhưng mà cái loại này là loại để trong thùng nha các bạn. Phụ kiện nó sẽ tốt hơn cái loại mà để ở ngoài bọc nha. Bây giờ mình sẽ review sơ sơ cái mẫu này cho các bạn xem nha. Rồi, và đối với cái lồng nấm mà trong thùng này thì nó sẽ có một cái bình nước, nó tặng kèm cho các bạn một bình nước, cái kiểu là bình chân không, nhưng mà cái đầu nước của nó là đầu bình nước bi nha các bạn. Thì cái bình này thì nó sẽ bền hơn, các bạn gọi là luyện chỗ chó rồi làm rớt đồ thì thoải mái luôn, nó vẫn còn y nguyên luôn nha. Chứ không như cái bình chân không, bình thường bình chân không mới làm bằng thủy tinh thì nó dễ bị bể. Còn queo thì các bạn thấy đó, đó. Nó cái cấu trúc, cái cấu tạo của nó thì mình thấy là nó sẽ bền hơn chứ cái queo mà loại thường mà những chiếc lồng kia nó tặng kèm theo nha. Đấy. Thì nó sẽ được cái queo với lại cái bình nước tốt hơn. Đây, queo của nó thì sẽ chạy êm hơn. Còn đây là chiếc ăn mạ vàng nha các bạn. What the hell? Đấy, một chiếc ăn mạ vàng luôn, lồng xịn mà. Rồi. Thì nó vẫn có đủ chiếc ăn rồi bình nước rồi các thứ kiểu. Đặc biệt cái đế của nó thì sẽ thấp hơn cái đế của những chiếc lồng mà để ngoài bọc nha. Đấy, mình thấy cái này thì nó khá là tiếc. Còn nhà đồ với lại cầu tuột rồi thì mình thấy cũng y hệt thôi. Đấy, đặc biệt là cái bình nước này nó sẽ bền hơn nha các bạn. Rồi, còn kích thước đồ của chiếc lồng này thì nó vẫn y hệt với mấy cái mẫu lồng kia thôi. Rồi, vô bên này thì mình còn cấm gạo với lại một bịch meo ô nè. Cấm gạo vẫn còn rất là nhiều, các bạn mua thoải mái nha. Rồi, thức ăn nè, thức ăn thì còn bao nhiêu đây, vài hôm nữa mình về thêm. Đấy, về thêm thức ăn nữa. Thức ăn các bạn ủng hộ rất của bên mình rất là nhiều. Thức ăn này thì nói chung là đầy đủ các chất dinh dưỡng luôn nha các bạn. Bên này còn một bịch cua sợi, một tí mình sẽ phân ra những bịch nhỏ để bán cho các bạn nha. Mùng cưa nén, đây, mùng cưa nén lót chuồng đâu thì không sợ hết các bạn. Tại vì những cái món này thì có sẵn ở Việt Nam. Mùng cưa nén thì các bạn nào muốn tiết kiệm chi phí thấp thì các bạn xài mùng cưa nén. Còn không thì các bạn có thể xài các Ấn Độ, bút đi, gỗ nén, cắt sang. Thì những cái này thì theo mình thấy nó sẽ xài hao hơn mùng cưa và giá nó sẽ cao hơn mùng cưa nha. Đây có mùng cưa thơm nè, mùng cưa thơm là 16.000 một bịch nửa ký nha, 500g nửa ký. Mùng cưa nén thì 25.000 một ký. Đấy, cát sang 14.000 một bịch một ký. Bên ở ngoài này mình có để dự trữ một bao nè. Ở trên kho kia mình còn một bao nữa. Đấy, cát sang rất là nhiều. Rồi bên này cát tắm nè. Đấy. Cát tắm có mùi thơm nha, 15.000 một ký nha các bạn. Giá hiện tại nó lên. Ở dưới thùng này mình còn dự trữ rất là nhiều. Rồi về thức ăn dặm thì mình sẽ còn rau củ mày răng, kẹo và một số cái loại thức ăn khác thì là bông nè. Đấy, rồi cà rốt sấy, táo sấy đồ vẫn còn. Ở bên này sẽ còn yến mạch nè, hướng dương, cơm bắp, rồi cá sợi,
cua sợi thì mình giới thiệu cho các bạn rồi nha. Ở dưới này là những cái hũ sâu chung nha các bạn. Rồi bánh xương nè. Trên này sẽ có kẹo sữa dê, cơm trứng. Đây cơm trứng. Bên trong này cũng là một hũ cơm trứng nè. Đấy. Và những bịch này thì đều 10.000 một bịch hết nha các bạn. Đấy, đều 10.000 hết. Bên trong này sẽ còn sâu chung nữa nha. Sâu nhỏ vẫn còn các bạn. Sâu nhỏ mình chưa phân ra. Một tí mình sẽ phân ra cho các bạn một bịch 10.000. Sâu chung cũng 10.000 luôn. Ở bên trong này đây là kẹo sữa dê. Đấy, kẹo sữa dê thôi, chứ không có gì hết. Rồi còn trong cái thùng này thì nói chung là mình giữ trữ thêm thôi các bạn. Đây mình lấy mấy cái que này ra đi. Giữ trữ thêm thôi, thì mình ở ngoài mình để không đủ, mình giữ trữ trong đây. Đó, giữ trữ thêm, khi nào bán hết mình lấy ra mình bán thêm. Đấy. Rất mong là các bạn ủng hộ thức ăn dặm bên mình nhiều nhiều nha. Bạn nào chuột của bạn nào mà ốm thì các bạn có thể cho nó ăn thêm thức ăn dặm. Bây giờ mình sẽ lên kho, mình quay cái kho của mình xem mà nó còn cái gì nha các bạn. Rồi và đây là một cái góc quay mới mà trước giờ mình chưa quay cho các bạn xem đâu đúng không? Nói chung đây là một cái gác của nhà mình. Mình tận dụng để mà làm cái kho nhỏ nhỏ để mà dự trữ đồ bán cho các bạn đó. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ sơ qua cái chỗ mà mình dự trữ nha. Đấy, nói chung thì kỳ này không có hàng cho nên là nó cũng còn khá là ít thôi. Phía dưới nhà mình nè, đây phía dưới nhà thì cái kệ đó mình để đồ rồi bán ở dưới. Đó, còn trên này là một cái kho nhỏ, khi nào hết đồ dưới mình sẽ vận chuyển xuống dưới để mà bán nha. Đấy, phải có một cái kho dự trữ như thế để khi nào hết hàng thì mình có hàng để bán luôn. Rồi thì đây là tất cả những cái món đồ mình dự trữ nè. Bên này sẽ là thùng nha, thùng cắt tông, đồ mình mua rất là nhiều. Đây, mình mua một lần rất là nhiều để dành gói hàng cho các bạn ở xa nha. Chủ yếu là mình bán online thì nhiều. Đây, gói hàng cho các bạn ở xa rất là nhiều, đủ kích thước luôn. Đấy, rất là nhiều thùng luôn. Bên này mình sẽ dự trữ lòng với lại là đồ chơi đồ đó, thức ăn đồ, rồi lót chuồng đồ thì ở đây nha. Nói chung là lúc này thì không có hàng cho nên là mình không có dự trữ được nhiều. Ở đây là có mùng cưa nè, một bao mùng cưa còn nguyên nè. Đây, mùng cưa nén nè. Bên kia còn một bao nữa, một bao đây còn ít thôi. Ở đây thì là mùng cưa thơm. Đây, một bao mùng cưa thơm. Rồi, ở trong cái thùng này sẽ là chổi vệ sinh. Đây, chổi vệ sinh mình về đợt trước khá là nhiều. Còn một thùng ở đây. Đó, các bạn nào mua chổi ghé ủng hộ mình nha. Thì cái bộ chổi vệ sinh này các bạn có thể sử dụng cho những cái lồng mica hoặc là lồng kính rồi đó. Các bạn dùng cái bộ chổi này thì đỡ cho việc các bạn kinh tế lưu ý cái hồ kính của các bạn ở cái thùng không thôi. Đây là cái thùng mình để chiếc cân. Ở dưới này mình sẽ có còn mấy cái nhà ống chui nè, nhà chui cho mấy con chuột nè, nhà bằng sứ. Nhà này khá là to, các bạn có thể sử dụng cho hamster bia luôn nha. Đó, mình còn khá là nhiều, các bạn ghé ủng hộ mình. Giá là 39.000 một cái nha các bạn. 39.000 một cái như thế này. Bằng sứ nó khá là nặng nha các bạn. Ở đây mình còn lồng ngũ sắc nè. Đấy, lồng ngũ sắc mình dự trữ ở đây để mà những cái mẫu này mình chưa ráp để dành bán cho các bạn mua hàng ở xa. Còn đây là cái mẫu lồng nấm hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn đó. Cái mẫu lồng để trong hộp nè. Đấy, khá là xịn luôn. Thì để những cái mẫu lồng mà để trong hộp thì nó sẽ được bảo quản tốt hơn nha các bạn. Đây. Ở trên này thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bạn lắp ráp luôn. Đấy, chứ không như là những cái mẫu mà để ngoài bọc, những mẫu mà cái để nó, các bạn để ngoài bọc á thì nó sẽ không có hướng dẫn cho bạn ráp. Trong này hình như là còn 4-5 chiếc gì đó. Rồi, ở trong này thì mình sẽ dự trữ bình nước, well, đây well còn vài chiếc nha. Well loại chung chung còn vài chiếc, nhà tắm cửa nè. Nhà tắm cửa mình về đợt trước khá là nhiều nè. Đấy, thì mình thấy giá rẻ mình về một lần khá là nhiều luôn để dành bán cho các bạn. Rồi, bình nước 125ml. Đây, 125ml khá là nhiều. Phía dưới này là bình nước 500ml. Các bạn nào mà nuôi bọ hoặc là nuôi nhím rồi đó có thể ghé qua để 500ml nha. Rồi, bình chân không đây một đống luôn. Đó, bình chân không thì nói chung là bao la luôn. Các bạn nào mua nhiều mình sẽ giảm cho các bạn nha. Đấy, bán cho nó bớt nhanh nhanh đi. Rồi, bên này mình còn cái hộp đế bình nước. Đây, đế bình nước bằng nhựa. Các bạn nào mà nuôi lồng kính rồi đó mà không có chỗ mà cài bình nước thì có thể mua cái đế này để mà để bình nước lên. Giá 21.000 một cái. Phía dưới này là nhà tắm. Đây, thùng này mình để nhà tắm lớn với nhà tắm nhỏ luôn, nhưng mà tắm lớn nhỏ hết rồi. Mình để chủ yếu là nhà tắm lớn trong này nha. Còn một cam, màu xanh với lại màu hồng. Nhà tắm này khá là to, cho mấy con chuột ở tắm sẽ thoải mái hơn. Đây, những cái mẫu này mình chưa ráp nha, ráp cũng rất là dễ thôi. Ở bên trong kia mình để cái lồng của con bia kìa. Đấy, với lại một số lồng mà để dành mình có thay chuồng đó thì mình để mấy con chuột mình vào đó để mà lấy cái chuồng đi rửa. Rồi, đây là tất cả những cái món hàng mà mình đã dự trữ trong kỳ này. Bên này là còn hình như là hai chiếc lồng siêu to khổng lồ đó. Còn hai chiếc. Kỳ trước mình cũng lấy nhưng mà không có hàng. Nó còn tồn ở đây hai chiếc thôi. Ở dưới nữa là ba chiếc nha. Rồi, ok, và đây là tất cả những cái mặt hàng, những cái món hàng mình dự trữ được ở trên kho của mình cũng như là thùng giấy đâu. Thì nói chung là cũng còn khá là đầy đủ nhưng mà nó không có nhiều mẫu thôi.
Thì chừng nào mà dịch bệnh nó qua rồi thì mình sẽ cố gắng nhập thêm nhiều mẫu đi về bán cho các bạn nó đa dạng hơn nha. Đấy, thì nói chung hiện tại còn khá là đầy đủ những cái món đồ cơ bản cho các bạn nuôi trong thời gian tới. Thì nếu như mà cái dịch bệnh này nó không có kết thúc trong thời gian tới được á, thì có thể là mình sẽ không có hàng bán. Không có hàng bán thì có thể là mình không có chi phí. Thì có gì các bạn xem video YouTube ủng hộ quảng cáo mình nha, để mình có thêm một tí gì đó chi phí mà tiếp tục làm video cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào mua hàng thì có thể inbox vào cái đường link fanpage mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.